Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cắt chòi cái cây thông đen này của mình. Đây. Đây, tổng quát nó là vậy. Thì hôm nay mình sẽ chi tiết cụ thể hơn cho các bạn nha. Đó. Thì cắt chòi thì đây, để mình chỉ các bạn cắt nha. Đây nè. Khi mà hết xuân á, hết xuân rồi vô hè thì bắt đầu mình cắt chòi nha. Đây. Các bạn thấy không? Đó. Thì cái chòi này nó là đại khái là như vậy nè nha. Thì bây giờ mình cắt cái chỗ này. Ha. Đó. Vậy đó nha. Thì mà khi mình cắt như vậy nè, thì dài 2 tuần sau thì ở đây nó sẽ ra thêm mấy cái chòi nữa cho mình. Thì mình cắt như vậy á, thì mỗi một chòi là nó ra 2 chòi. Mình lựa lại còn 2 chòi, thì 2 chòi vậy năm sau nữa nó ra 4 chòi. 4 chòi là nó ra 8 chòi. Thì nó cứ nhân đôi như vậy. Thì cây của mình nó sẽ có tàn nha. Đó. Thì bây giờ mình các bạn cắt, các bạn nhớ cắt từ ở cái tay dưới thấp nhất rồi các bạn cắt lên trên nha. Thì bây giờ mình cắm máy rồi bắt đầu mình cắt. Thì hôm bữa mình cũng có cắt một cây rồi. Nè, gặm gạp quá, nếu mà các bạn không có cắt chòi rồi nó sẽ bỏ nhánh giống như cây nhánh này nè. Có một nhánh bỏ nè. Với bị nấm mốc nữa nè. Mèo bình mình mưa mấy từng lưỡi liên tục luôn. Đó. Rồi. Đó, thì bây giờ chắc mình phải tỉa rồi mình dọn dẹp rồi lại. Rồi, các bạn cùng xem mình tỉa chòi thông nha. Rồi mình dọn dẹp cái cây này coi nó sạch sẽ tất cả nào ha. Thì trước khi cắt chòi thì cây thông nó vậy đây. Đó. Hả, trước khi cắt chòi thì nó vậy. Thì cây này có thể mình cắt xong xuôi rồi cho tới rồi cây này mình cắt xong xuôi rồi chắc tới mùa thu mình có thể mình tỉa lại rồi mình làm kẽm lại một lần nữa. Đó, tại cây này nó chưa có hài hòa lắm, mình chưa có hài lòng với nó lắm. Đó. Rồi bây giờ mình cắm máy rồi mình cắt nha các bạn ơi. Rồi hôm nay mình tranh thủ trời không có mưa thì bắt đầu mình cắt chòi tiếp nha các bạn. Thì cứ theo quy luật của mình thì cứ cắt từ ở cái tay dưới mình cắt lên nha. Đó. Thì tranh thủ này. Thì cứ cắt dưới cắt lên thôi. À, đeo cái bao tay vô cái đừng cho đâm nha mấy bạn, đâm đau quá. Đó, khi mà mình cắt mình nhớ lên luôn nha mấy bạn ơi. Nếu mà chỗ nào mà dày quá thì mình liên lá cho nó thoáng thoáng nha. Chứ không ngay cái chỗ này của mình cắt nó bị nấm mốc quá trời. Mình liên mình xịt thuốc nữa nha. Chứ liên không nó cũng không có hết đâu nha mấy bạn. Mấy cái này cũng nguy hiểm lắm ạ. À, thì bỏ phế là cây nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bỏ nhánh, si cây, rồi lây lan cho những cây khác nữa. Đó, cho nên là mình phải chịu khó chăm sóc mấy cây thông của mình nha các bạn ơi. Đó, mình không làm là cây của mình không bao giờ lên được hết trơn. Rồi. Chịu khó chăm cây, lim lá, chơi thông thì phải như vậy thôi, bắt buộc phải vậy thôi nha mấy bạn. Đó. Lim lá. Tỉa chòi. Thì bây giờ là cái lần thí dụ mình tính mùa xuân xong tới mùa hè thì mình tỉa chòi, rồi tới mùa thu thì mình chọn chòi, mình chọn chòi tỉa lá đồ lại cho cây nó thoáng để chuẩn bị vô đông thì cây nó không có bị tùm và nó không có bị nấm mốc nha mấy bạn. Đó, thì chơi thông thì nó chỉ đơn giản vậy thôi, các bạn cố gắng nắm được cái quy tắc của nó như vậy là mình cứ vậy mình làm thôi nha. Thì mình cũng chia sẻ tận tình với mấy bạn làm vậy. Đó,
Có nhiều bạn, có mấy bạn hỏi mình ươm họ hạt giống thông, thì thật sự là mình cũng chưa ươm lần nào, nhưng mà có ươm á thì bây giờ cũng đã trễ rồi, mình không có ươm được, thì đợi năm sau đi, bắt đầu năm sau mình kiếm hạt giống rồi về cái bắt đầu mình đợi mùa mình ươm, rồi đâu đó thành công đàng hoàng rồi bắt đầu mình sẽ làm video cho các bạn coi nha, chứ bây giờ đâu có ươm được nữa, trễ rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm chỗ nào mua hạt giống thông đen, rồi bắt đầu mình năm sau rồi mình làm video, mình ươm hạt giống cái thông đen cho các bạn coi. Thì thật sự ở mình thì nó cũng dễ, giống ở Việt Nam mình ươm mấy cây cây bình thường thôi, tại khí hậu này nó thích hợp cho mấy loài này lá kim mà đó. Còn các bạn Việt Nam mà hỏi ươm thông đen mà để mình làm ở Việt Nam, thì cái này thì mình phải coi lại cái thời tiết rồi cái khí hậu nó nữa nha các bạn, chứ mình làm ở đây thì nhiều khi nó lên mà các bạn làm giống mình nó không lên thì lại cái câu chuyện khác nữa. Cho nên là thì kệ đi, thì từ đây tới đó coi mình làm được cái gì thì mình làm, thì các bạn học hỏi được cái gì các bạn học hỏi nha. Đó, mình rồi bây giờ mình cứ tỉa nha các bạn, thì mình có làm cho các bạn coi là vậy đó. Đó thì bây giờ cứ tỉa thôi, thì giờ tới tới mình làm video này thì tới mùa làm cái gì thì mình làm cái đó nha các bạn, chứ mình không có làm tầm bậy tầm bạ được. Đó thì tới mùa lên cây gì thì mình làm cây đó, thì mình làm up video lên chia sẻ với mọi người thôi. Đó. Cái cây này hơi bự nha mấy bạn, cắt cũng hơi lâu á, thì mình cứ để máy thôi, rồi mình cắt chút xíu rồi mình tua nhanh, rồi chừng nào mà tới khúc nào hay ho thì mình bấm ngừng lại mình nói chuyện tiếp nha. Đó. Bây giờ mình cắt thôi. Gần 1 tiếng đồng hồ nha các bạn, mình cắt xong rồi đó. Thì bây giờ mình quay lại sơ cho các bạn coi một cái nha. Nhà mấy cái chòi nhỏ nhỏ như vậy là cũng phải cắt luôn nha mấy bạn, khi mà mình cắt là mình phải cắt hết nha, không có chừa nha. Đó, đó, cắt hết nha mấy bạn ơi. Rồi đó, sạch sẽ rồi, đơn giản nha. Nè, một thành hai, thì tới hai này nè mình sẽ lựa lại thành 4 chòi, thì ngay chỗ này nó sẽ dày lên nữa nha các bạn. Đó
mỗi một nhát cắt của mình là ít nhất mình cũng phải sẽ có được hai chòi đó. Rồi cây mình sẽ gọn gàng, không còn nấm mốc nữa nha. Rồi đó, sạch sẽ nha mấy bạn đó. Có chòi là phải cắt nha, phải cắt. Ơi cái này mình bị thiếu nè đó, nhớ nha, đưa mũi kéo vô phá đọt hết nha. Rồi video mình kết thúc tại đây nha. Đó, mình quay sơ lại cái góc thông của mình cho mình coi. Và khi mà mình cắt chòi như vậy nè, thì sau khoảng 2 tuần sau đi, bắt đầu mình sẽ làm có một cái video lại khác cho các bạn coi cái lúc mà nó đâm tược ra nha. Rồi thôi như vậy nha các bạn ơi. Rồi xin chào và hẹn các bạn ở những video sau nha. Nếu mà các bạn xem kênh của mình mà các bạn thích, các bạn yêu mến mình á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình và theo dõi của kênh của mình nha. Kênh của mình không những về làm bonsai mà sẽ làm về cuộc sống của Úc nữa. Thì xung quanh cuộc sống mình có gì thì mình sẽ quay video về cái đó. Rồi mình có đi chơi chỗ nào hay là cảnh đẹp chỗ nào, thiên nhiên Úc như thế nào thì mình sẽ làm video lại. Thì các bạn xem kênh của mình á, chẳng những coi được bonsai mà còn khám phá được nước Úc nữa nha. Rồi xin chúc sức khỏe tất cả mọi người nha. Video mình kết thúc tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video sau nha. Nếu mà các bạn xem video của mình mà thấy không hiểu chỗ nào về cây kiểng bonsai, nói chung là về dòng cây của Nhật á, thì các bạn cứ hỏi mình. Tuy là thời tiết Việt Nam và Úc nó khác nhau nhưng mà cái kỹ thuật thì nó cũng tương tự nhau thôi. Thì mình canh canh cái khí hậu thời tiết nó giống giống nhau thì mình làm được hết nha các bạn. Các bạn cứ có thắc mắc gì các bạn cứ hỏi mình. Mình biết gì mình sẽ chia sẻ tận tình với các bạn. Đó, nếu các bạn có những cái ý kiến nào hay ho thì các bạn cứ góp ý với mình nha. Rồi, hẹn các bạn vào những video sau nha.